Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Hôm nay Nam Bộ còn mưa nhiều không? Chị Phương Ly. Xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả. Hôm nay thì Nam Bộ vẫn còn mưa nhiều nơi, nhưng mà thời gian vẫn là buổi chiều. Còn hiện tại, lúc này, ngoài trời đang tạnh ráo và gió mát với mức nhiệt chỉ khoảng là 24 cho đến 26 độ. Một số nơi còn có sương mù nhẹ. Trời sẽ mát thêm 2-3 tiếng nữa rồi nóng dần lên theo đà tăng nhiệt. Dự báo nơi nóng nhất hôm nay là Biên Hòa và Thủ Dầu Một là 34 độ. Còn tại Đồng Phú, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh là 32 đến 33 độ. Riêng chỉ có Vũng Tàu gần biển cho nên trời mát hơn, 31 độ. Với khu vực miền Tây, dự báo hôm nay cũng có nhiều thành phố có mức nhiệt là 32 cho đến 33 độ, trong đó bao gồm cả thành phố Cần Thơ. Một vài nơi như là tại Bạc Liêu, Rạch Giá và Phú Quốc là 31 độ. Đến chiều và tối nay thì Nam Bộ sẽ lần lượt chuyển mưa dông. Trong đó, những nơi nằm trong vùng màu xanh đậm như thế này là những nơi có mưa vừa mưa to với lượng là từ 25 cho đến 50mm. Kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lốc, sét cũng như là gió giật mạnh. Tại thành phố Phú Quốc, dự báo hôm nay trời sẽ nắng cho đến khoảng 3-4 giờ chiều. Đi lâu ngồi nắng buổi trưa cũng sẽ thấy khá nóng với mức nhiệt chỉ khoảng là 31 độ. Đến chiều tối thì trời sẽ chuyển mưa dông, có thể kèm theo đó là lốc sét cũng như là gió giật mạnh gây nguy hiểm. Chuyển sang thời tiết trên biển, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, dự báo sẽ tiếp tục có mưa dông rải rác, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km.